Chú ơi, nè, lấy nước nè, hột gà nè, rau nè, nước tương, nước mắm nè, gạo nè. Có ăn mắc không? Trời, nói gì kỳ cục vậy? Tôi thì tôi chịu bán rồi đó. Nhưng mà hỏi mọi người có chịu nhường không? Xếp hàng! Trời ơi, đi mua chứ bộ đi xin xong phải xếp hàng trời. Kiếp trước bà lái xe tải hả? Ở đâu đâm ngang vậy? Đâm ngang gì thì xếp hàng nè. Xếp hàng là phải vòng sau lưng bà cố nội. Rồi, muốn sau lưng tôi ra sau lưng. Chỗ này chưa phải sau lưng. Trời chớn à, còn bà nữa có bầu cũng xếp hàng. Đi mua đồ thì phải xếp hàng chứ có ai ngang ngược cho bà đâu. Ủa, Quyên, nhường cô. Sáng giờ đói thúi miệng luôn á con. Bây giờ con nhường cô, giờ con tuột đường quyết, con xỉu ngang ở đây thì ai đủ bản lĩnh thỉnh cái thây này về. Mẹ cho con cho nó đại đi dài vòng quá. Ủa Phi, nhường chị cứ. Mà đâu có đẹp. Chắc mày đẹp. Chị ơi vô đây đi. Tao mưa hai vợ chồng mày. Không sao đâu chị, cứ vô đi chị. Mắc công mang ơn mày. Mà anh giúp chị cưng. Thử cho tỉnh, mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo ra đứng chờ trúng gió luôn rồi. Rảnh ông cạo gió cho em đi, mệt quá. Mày về mày kêu má mày cạo đi.